Đại La Thành, Thối Lửa, Binh Đao. Năm 937, Tiêu Công Điển hạ sát Trương Đình Nghệ tại Đại La, tự phong xưng là Tiết Độ Sứ, chính thức phản họ Dương lên nắm quyền tại Phong Châu. Tháng 4 năm 938, biết tin Công Điển phản, có quyền thống lĩnh thủy binh tiến công ra bắt dẹp loạn. Nghe tin Ngô Quyền ra bắt, sức yếu, dễ thua, Tiêu Công Điển cầu cứu nhà Nam Hán. Vua Nam Hán là Lưu Cung nhân giao chỉ có loạn nên muốn chiếm lấy. Mùa thu năm 938, Tiêu Công Điển bị giết. Ngô Quyền tấn giữ thành Đại La, chuẩn bị chiến đấu với quân Nam Hán. Tháng 12 cùng năm, Lưu Cung phong cho con trai là Lưu Hoàng Tháo, tước Vạn Vương, thống lĩnh 15 vạn thủy binh và 9 thuyền lớn, cùng nhau tiến về Sao Chỉ. Tướng quân, ngài vẫn còn lo lắng sao? Con sông đêm nay thật bình yên. Ta chẳng thể dối lòng mình, ta chưa có kế vẹn toàn. Ra vậy nên ngài mới mời công hãn ra đây. Trước kia ở Ái Châu, ngài và ta chưa đến xong với nhau một ván cờ. Bây giờ hãy hoàn thành nó. Thời khắc này ông còn muốn đánh cờ à? Tướng quân, mời ngồi. Làm vậy là có ý gì? Quân trắng là Giao Chỉ, quân đen là Nam Hán. Tướng quân, xin hãy tập trung. Hơn 100 chiến thuyền, Lưu Cung nắm giữ phân nửa còn lại giao cho con trai tiến vào Giao Chỉ.
Giống theo chữ nhất tiên Hoàng Tháo là kẻ hiếu thắng, ham lập công, ta phải đưa hắn vào sâu trong đất liền. Vạn quân giao chỉ chẳng bằng một vạn vương ta. Đắc thắng có thể đưa người ta lên vinh quang, nhưng cũng có thể dìm người ta xuống vực thẳm. Và khi chờ sơ hở, vinh quang hay vực thẳm, kẻ đắc ý luôn luôn chọn sai. Chúng ta mãi đánh cờ, quên mất thủy triều đã lên rồi. Thủy triều. Vạn quân và vạn dân giao chỉ đang đợi lệnh ngài. Toàn quân nghe lệnh, đóng cọc ngầm. Sao chỉ chẳng bằng một vạn vương ta.